Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi lũ quét đi qua, chính quyền địa phương ở Kỳ Sơn, Nghệ An đã huy động tổng lực hỗ trợ người dân khẩn trương triển khai công tác khắc phục thiệt hại. Tuy nhiên, nhiều hộ dân lâm vào tình cảnh trắng tay, khó khăn chồng chất bởi nhà cửa cùng toàn bộ tài sản của họ đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Để góp phần hỗ trợ người dân vùng lũ sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ, những ngày qua, nhiều tấm lòng thiện nguyện đã hướng về người dân vùng lũ Kỳ Sơn. Sau 10 giờ đồng hồ di chuyển, sáng nay, ngày 5 tháng 10, các thành viên câu lạc bộ nối vòng tay lớn đã có mặt tại vùng lũ Kỳ Sơn để hỗ trợ cho 316 gia đình chịu ảnh hưởng của lũ quét. Mỗi hộ sẽ được nhận 500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 600.000 đồng. Khi mà được tin là cái quốc lộ 7 thông ấy, là bọn mình đi xuyên đêm và đi luôn. Và đến đây là mới thấy cái cảnh là nó hoang tàn hơn sức tưởng tượng, thấy thương bà con khổ. Ngay sau khi cơn lũ đi qua, các đoàn thiện nguyện đã cùng nhau hướng về Kỳ Sơn, Nghệ An những ngày này. Từ sáng sớm đến chiều muộn, băng qua bùn đất, vượt nước xiết, những dòng người nối nhau mang theo các suất quà vào tận bản làng xa xôi để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với đồng bào. Sau khi mà nắm bắt được cái thông tin ở trên đài truyền hình thông tin thì đoàn em đã, sau khi là các bộ đội biên phòng đã làm thông đường thì bọn em gấp rút là mua các nhu yếu phẩm đấy để vào để tiếp tế kịp thời cho bà con trong vùng lũ đang bị cô lập. Từ mưa lũ đến giờ thì gia đình mất sạch, không có cái gì ăn, nhờ cả đoàn hỗ trợ đến giúp gia đình mà có cái ăn cái mặc. Hiện các đoàn thiện nguyện rất đông nhưng việc hỗ trợ còn nhiều bất cập khi mới chỉ tập trung ở khu vực gần như thị trấn Mường Xén, bản Hòa Sơn, Sơn Hà. Còn các bản xa như bản Cánh 1, Bình Sơn 1, Bình Sơn 2, dù thiệt hại nặng nề nhưng chưa tiếp cận được nguồn hỗ trợ, đời sống người dân đang vô cùng khó khăn. Thì huyện Kỳ Sơn đã thành lập một cái tổ gọi là tiếp nhận và phân phối các hàng cũng như là điều phối các hàng đối với các cái nhà thiện nguyện để đáp ứng được cái nhu cầu người dân, mà điều quan trọng để mà đảm bảo công bằng đối với người dân, tránh cái tình trạng là có những người hội dân được nhiều mà đối với được ít. Bên cạnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, hàng trăm người dân địa phương cũng đã nhiều ngày có mặt tại đây tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ quét, vớt vát tài sản. Những tấm lòng thiện nguyện đang tiếp thêm động lực để người dân vùng lũ vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.